tiền 80 sẽ hướng dẫn các bạn 300 top cần cho anh bay nha tất cả các bạn. Thì con này là có cái hiệu là BXB. Đầu tiên các bạn click vào phần đi thứ nhất, mình đăng ký một cái sàn bon bay nha các bạn. Đầu tiên các bạn đăng ký email, password và xác nhận chọn quốc gia Việt Nam, rồi bạn vào mail confirm nha các bạn. Rồi thứ hai các bạn click vào phần thứ hai, link thứ hai của mình để làm nhiệm vụ nha các bạn. Các bạn chờ chút nha. Có cái hiệu là sàn BXB đó. Đăng ký thì quá dễ rồi. Còn bây giờ nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ làm form nha các bạn. Điền form. Mình tính hướng dẫn các bạn sao mình có tài khoản sẵn hết trơn bởi vì rồi. Đầu tiên các bạn join vào hai kênh Telegram group của nó nè, một kênh nha. Rồi các bạn follow Facebook của nó các bạn, rồi follow Twitter nữa các bạn. Facebook thì các bạn like. Còn Twitter thì các bạn follow rồi. Rồi các bạn mở Telegram ra, lấy ghi username Telegram của mình vào. Nickname @. Rồi nickname @ win. Công anh 0329931577 0329931577. Rồi các bạn mở profile link. Rồi các bạn mở Facebook lên nha các bạn. Các bạn giờ mở trang cá nhân mình lên nè. Các bạn vào một sao chép khác nè. Các bạn sao chép đến trang cá nhân nha các bạn. Rồi các bạn đảo ra. Rồi các bạn bắt nickname Facebook luôn các bạn. Cái bài lưu file này các bạn bỏ từ dấu gạch chéo này nha, bỏ dấu gạch chéo luôn đi. Rồi các bạn xóa nha, lấy từ bài lưu file đi thôi. Rồi cái theo này thì mình đã follow rồi, thì mình ghi lại username theo nha bạn. @ win VNNH9. Các bạn vào trang cá nhân đầu người của mình, gặp username nha các bạn. 2 4 6 8. Rồi các bạn ghi email, các bạn đăng ký một cái sàn trên bay đầu tiên nha các bạn. Ảnh Văn Quỳnh 5191. Rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Đây, các bạn kiểm tra thông tin lên. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.